Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Video hôm nay thì xin phép tất cả các anh chị em sẽ làm riêng một cái video để gửi đến các bạn có cái nickname là Văn Hùng Ngô. Bạn Văn Hùng Ngô thì có để lại những cái bình luận ở dưới bên dưới video em nói về vấn đề sốc nhiệt của cây và em vừa mới ra hôm qua. Và bạn ấy nghĩ là cái cây của em là do em lạm dụng phân thuốc nhiều quá chứ không phải là do nắng. Bởi vì là bạn ấy bảo là bạn ấy hiện tại là đang sống ở gần cái vị trí của em. Vì vậy bạn ấy biết nắng hiện tại nó là như thế nào. Và bạn ấy có nói là nếu nó là sốc nhiệt, tức là cây hoa hồng của em nó là sốc nhiệt, thì em phải cứu được tất cả các cây đó mà không bị chết một ngọn nào thì bạn ấy mới tin là sốc nhiệt. Còn nếu không ấy là do em lạm dụng phân thuốc. Thì hôm nay thời điểm này là 8:30 buổi sáng các anh chị. Em vừa mới làm việc xong thì hôm nay bây giờ em sẽ ra vườn em quay cho các anh chị. Và các anh chị có thể thấy là chỗ em bây giờ nó đang nắng này các anh chị. Nắng hiện tại chỗ em là nó là nắng rát, rất nắng. Đây các anh chị này, mặt trời các anh chị thấy chưa? Đấy, các anh chị nhìn cái nước phim là các anh chị có biết thể biết là em quay cây nó sáng như này các anh chị. Đây, thấy không ạ? Rất nắng và rát, đứng đây là da rất rát. Vì vậy vấn đề sốc nhiệt của cây nó là chuyện bình thường các anh chị nhá. Còn đây là hình ảnh khi mà cây nó phục hồi này các anh chị này. Bạn Văn Hùng Ngô để ý này, đây. Cây đào này hôm qua nó bị gục các anh chị. Hôm qua là tôi quay cây này nó gục bạn nha. Đây nha. Nhưng mà vấn đề nó chỗ là gì? Đấy, chỉ có sau một buổi sốc nhiệt thôi cái là cây chồi này nó đã có xu hướng chuyển màu vàng các anh chị thấy chưa? Tức là cái lá lo nó đã già đi rồi, nó không còn đỏ nữa. Đấy. Đây này, những cái chồi nó bị sốc nhiệt đến hôm, nó hồi lên nhưng mà nó không hồi vẫn nó vẫn còn để lại cái tình trạng gục của nó này các anh. Bạn thấy chưa? Đấy. Không hề chết một chồi. Được chưa? Cái vấn đề sốc nhiệt của cây ấy, nó còn phụ thuộc vào cái thể trạng của cây. Không phải cây nào nó cũng bị sốc nhiệt. Đấy, vì vậy bạn phải biết là nó là như thế. Và hai là cái thể trạng cây của tôi nó khác thể trạng cây của bạn. Cây của bạn là cái cây mà bạn có thể chồi nó đã khỏe rồi, hoặc là nó đã có lá, có nhiều lá già. Như cây này của tôi đã nói gì, những cái cây mà nó bị sốc nhiệt nhiều thường là nó sẽ không có nhiều lá già trên cành. Hoặc là gì, nó đang là trong cái giai đoạn phát triển chồi mạnh. Đấy, bây giờ 8 giờ sáng này, bắt đầu xu hướng nó bắt đầu nó rũ này. Bởi vì cái chồi nó đang mơn mởn như vậy mà phơi ở cái nắng như thế này. Đấy, mới có 8 rưỡi sáng nha bạn nha. Đấy nha. Mà nó không gục mới là lạ nha. Đây, tại sao cái cây đấy gục mà những cái cây này nó lại ít gục hơn. Vườn của tôi nói bạn, hiện nay nó đang là đỏ ao một vườn. Đây là những cây đào các bạn. À, thấy chưa? Đang đâm đứt rất nhiều chồi. Đây, vườn tôi bây giờ nó đỏ ao như vậy. Thế nhưng mà chỉ có duy nhất cái cây đó nó bị gục nhiều hơn so với các cây này. Đây này, tôi quay cận cảnh cho bạn biết này. Mầm nó như thế này, đúng không ạ? Mà bây giờ nó gặp nắng rát, nắng nóng mà nó không gục, thì tôi hỏi bạn là cái cây hoa nó là cái cây gì, đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ quay cho bạn xem cái cây Blue Sky. Đây, để tôi chứng minh cho bạn biết được là nó bị sốc nhiệt. Tôi nói có sách, tôi mách có chứng. Tôi không bao giờ nói chay nói vo. Nhưng các bạn toàn bình luận chay và bình luận vo thôi. Đây là dàn Blue Sky nhá. Bạn thấy chưa? Đây. Cái chồi hôm qua nó gục đây. Bạn thấy không? Tôi vừa mới tưới nước buổi sáng đây. Nó hồi hết này. Bạn thấy không? Không hề chết một chồi nào. Tại sao nó lại không chết? Đúng không? Tí tôi sẽ giải thích cho bạn. Đây, những cái lá non này nó có cháy đây. Đấy, nó cháy ở đầu lá đây. Cái chồi hôm qua tôi quay nó bảo tôi bảo là chồi thâm mà cái chồi này khả năng chết đây. Nhưng mà cuối cùng nó cũng không chết đây. Nó cháy mất những cái lá ở bên dưới cuống chồi. Bạn thấy chưa? Đấy, còn cái chồi này nó thâm. Tức là nó đốt thâm luôn này. Nhưng mà nó vẫn ngóc được lên, nó không chết. Vậy thì cái vấn đề bạn nói là cây bị sốc nhiệt. Đấy, thì nó phải hồi. Thì cái vấn đề đó bạn chỉ hiểu được một khía cạnh nhỏ của vấn đề sốc nhiệt thôi. Tức là cái trường hợp bạn đề cập đến ấy, nó chỉ là cái trường hợp bị sốc nhẹ. Sốc nhiệt nó chia ra làm sốc nhiệt nặng và sốc nhiệt nhẹ. Sốc nhiệt nó giống như là bệnh tai biến mạch máu não ở trên cơ thể người chúng ta ấy. Tai biến thì chia ra làm tai biến nặng và tai biến nhẹ. Thế nào gọi là tai biến nhẹ? Tai biến nhẹ là cái người bị tai biến được phát hiện và cứu chữa một cách kịp thời. Vì vậy cái người bị tai biến đó không những không chết mà còn có thể phục hồi trở lại như bình thường. Được chưa?
Đấy gọi là tai biến nhẹ. Thế còn tai biến nặng là như nào? Là cái người bị tai biến không được phát hiện sớm, tức là cái tình trạng co giật, liệt cơ rồi tất cả các kiểu nó diễn ra quá lâu, xong đó mới được phát hiện. Thì cái người tai biến đó kể cả có cứu được sống nha các bạn nhé, bạn nhá, thì cũng không thể nào mà phục hồi trở lại như bình thường được. Có phục hồi tốt thì nó cũng chỉ 7-8 phần thôi. Đấy. Và dần dần thì sao ạ? Nó cũng sẽ, cơ thể người đó cũng sẽ suy yếu và tử vong. Sớm muộn gì cái người tai biến nặng cũng chết. Vậy thì cái cây của chúng ta cũng thế. Nếu nó là gì? Sốc nhiệt nhẹ. Sốc nhiệt nhẹ là nào? Ví dụ như cái cây của tôi nó bị sốc nhiệt nhẹ. Tại sao nó lại là sốc nhiệt nhẹ? Bởi vì cái cây này này là tôi phát hiện ra sớm. Tôi phát hiện ra khi, tức là sau 2 tiếng nắng là tôi đã thấy nó héo rồi. Và tôi đã sử dụng các biện pháp như là gì? Đưa nó vào chỗ mát, rồi dùng các tấm tre để che nó lại. Sau đó tôi cấp cứu nó bằng cách phun sương và tưới bổ sung thêm nước cho cây. Đấy, thì cây này không những phục hồi nhé bạn nhé, mà còn không bị cháy bất kỳ một cái chồi nào. Được chưa? Đấy là cái trường hợp sốc nhiệt mà bạn nói. Thế còn sốc nhiệt nặng là như nào? Sốc nhiệt nặng tức là sốc cây bị sốc nhiệt mà chúng ta không phát hiện ra. Tôi lấy ví dụ như cái cây của tôi này, mà nếu tôi không phát hiện ra mà để ánh nắng buổi sáng nó đốt 8 tiếng nhá. Đấy này bạn này, bạn thấy ánh nắng bây giờ chưa? Thấy chưa? Nếu cái nắng này nhá, nắng rát này nhá, mà đốt đủ 8 tiếng, vườn tôi là nhận đủ 8 tiếng nắng nhá bạn nhá, đốt đủ 8 tiếng một ngày nhá, thì khi bạn đi làm về, cái cây này của bạn chỉ có thể cứu bằng cách châm một mồi lửa. Nó khô đét toàn bộ cả cây, chứ đừng có nói là nó hồi được ngọn. Bạn hiểu chưa? Tức là tôi đã nói, tôi đã nhấn mạnh ở trong cái video đó rồi, nhưng có lẽ là bạn xem theo kiểu là cứ ngựa xem hoa. Cái cách cấp cứu tốt nhất cho cái cây bị sốc nhiệt đó là cái việc chúng ta phát hiện ra cái, tức là cái thời điểm chúng ta phát hiện ra nó, càng sớm thì cây phục hồi càng tốt và không bị ảnh hưởng gì. Nhưng chúng ta phát hiện ra càng muộn, đúng chưa, thì càng cực kỳ khó cứu. Buổi sáng tưới cây nó vẫn thế này, bạn có tin không? Hiện tại là cây nó thế này nhá, nhưng đây này, cái nắng bây giờ nó chuẩn bị nó dọi vào này. 2 tiếng nữa thôi tôi ra tôi quay cho bạn xem, nếu bạn thích nhá, nó lại gục lại như hôm qua nếu không che nó lại. Bạn thấy không ạ? Tức là gì? Buổi sáng các bạn, rất nhiều các anh chị lên sân thượng tưới cây, cây vẫn mầm, vẫn đẹp, vẫn long lanh như vậy. Buổi chiều về, nó khô cháy hết cả cây luôn. Vậy thì vấn đề đây nó gì? Đó là sốc nhiệt, được chưa? Mà không phát hiện ra. Nó giống như tai biến mạch máu não mà không phát hiện ra thì chỉ có chết thôi. Đấy. Rồi còn có một số bạn nói là gì? Tại sao mùa hè không sốc nhiệt mà mùa thu mát mẻ lại sốc nhiệt? Thực tế ra nhé, các bạn nói những câu đó mình không muốn trả lời, bởi vì là cái kiến thức của bạn nó lông quá. Mùa hè là gì? Mùa hè là cái nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm nó không lớn. Nó không như mùa thu nhé bạn nhé. Mùa thu là nhiệt độ buổi tối bạn có thể đắp chăn, nhưng buổi ban ngày này, đây này bạn này, nắng nó rát, tức là từ nhiệt độ khoảng 25 độ nó tăng lên khoảng trên 30 độ, tức là cái chênh lệch nhiệt độ nó rất lớn. Vì vậy là cái cây của chúng ta thích nghi rất khó. Những cái vấn đề ở chỗ là mùa thu nó có những cái thời điểm, ví dụ như cây, khi cây của tôi đâm chồi nó không hề nắng. Vì vậy là cái cây này của tôi nó đâm chồi ở trong cái tình trạng nó không có nắng. Vì vậy là khi mà đột xuất ngày hôm sau nó nắng to cái ngay, thì cái cây này nó chưa bao giờ nó được hứng nắng. Vì vậy mà nó được hứng nắng ngay chắc chắn nó sẽ gục nhá. Còn nếu bạn muốn kiểm nghiệm cái này rất dễ thôi. Bạn bê cái cây của bạn đang đâm chồi vào để ở trong mái hiên, đừng để cho nắng nó dọi vào. Để ở trong đó 3 ngày, được chưa? Xong là xong rồi bạn gì? Bạn chuyển nó ra, bạn phơi nắng cho tôi 8 tiếng. Tôi đảm bảo với bạn nó gục hết cho bạn xem, thậm chí nó cháy hết lá. Đấy, đấy là lý do tại sao mùa thu với mùa hè nó lại khác nhau ở chỗ đó. Đừng có nói là gì, là mùa hè chết khô nhá. Rất nhiều bạn chết cây vào mùa thu, thời tiết mát mẻ thì lại chết, mùa hè nắng nóng thì lại không chết. Lý do là như thế, bởi vì thời điểm là thời điểm giao mùa, các bạn hiểu không? Mùa hè là gì? Mùa hè là cây đâm chồi ở trong thời tiết nắng nóng. Tức là cây nó đã có một cái thời gian thích nghi với cái điều kiện nắng nóng rồi. Chồi nó đã thích nghi với điều kiện nắng nóng rồi. Vì vậy là nó đâm chồi ở trong cái điều kiện nắng nóng, thì kể cả có nắng đến 40 độ, nóng đến 40 độ nó cũng không gì, không gục. Tuy nhiên thì mùa thu là gì? Cây đâm chồi ở cái nhiệt độ 27 độ, xong đó được phơi ở cái nhiệt độ 35-36 độ, thì tôi hỏi với các bạn là nó không gục mới lạ, được chưa? Các bạn phải biết là sốc nhiệt là gì? Sốc nhiệt là đột nhiên cái trạng thái cây hay cơ thể người chúng ta nó thay đổi nhiệt độ đột ngột, được chưa? Đấy, thì nó gì? Dẫn đến sốc nhiệt. Đấy. Rất nhiều bạn có bạn bảo là gì, cây hoa hồng chỉ sợ nóng không sợ nắng, đúng chưa? Bạn có biết cái câu nói kinh điển đó là của ai không? Tôi không cần biết bạn xem ở kênh nào hoặc là ở tài liệu nào, nhưng cái câu nói kinh điển đó là câu nói của tôi,
Và tôi nói ở trong cái video chăm sóc hoa hồng mùa hè, và không có cái tài liệu nào nói về cái câu đó cả. Câu đó là cái câu của tôi khẳng định nó là của tôi. Thế còn nếu bạn xem ở những cái kênh nào mà họ nói như vậy rồi họ về, bạn về bạn biến thành của bạn, bạn bình luận, nếu người nào không biết thì nó là của bạn. Còn nếu bạn bình luận ở trên kênh của tôi là bạn đang đặt nhầm chỗ. Bạn thấy chưa? Đấy. Bởi vì bây giờ có rất nhiều kênh là đang gì? Đang nhái lại cái nội dung các video của tôi, họ làm lại. Đặc biệt là cái hôm vừa rồi có kênh còn nhái lại cái video cắt tỉa trung điểm cơ. Đấy. Cắt tỉa trung điểm là gì? Làm gì có tài liệu nào hướng dẫn các bạn cắt tỉa trung điểm. Đó là cái cách tôi làm, tôi nghĩ ra để tôi hướng dẫn mọi người, để cho mọi người dễ hiểu nhất. Còn chả có cái tài liệu nào ghi là phải cắt tỉa trung điểm cả. Được chưa? Đấy, vì vậy là khi mà bạn nghe thấy những cái đó, bạn về bạn bình luận thì bạn bình luận nhầm chỗ. Đấy ạ. Bởi vì hiện nay cái kênh hoa hồng này nó có rất nhiều thông tin mà được các người khác khai thác. Và nếu mà họ khai thác đúng thì không sao, còn tam sao thất bản thì thực sự là tai hại. Đấy. Vì vậy hôm nay tôi quay cho bạn Hùng nhá, hay là Hưng gì đó. Đấy, bạn xem được chưa? Đây này bạn này. Bây giờ tôi quay cho bạn xong là tôi phải vần cái cây này vào chỗ mát. Bởi vì nhìn nó tươi tắn như vậy thôi, chỉ cần 2 tiếng nữa thôi là nó lại rũ như ngày hôm qua. Và nó phải gật gù như vậy mất khoảng 4-5 hôm. Xong cái lá cây này đấy, nó xanh lại thì nó không bao giờ nó rũ nữa. Đây này, bạn thấy sự khác biệt không? Cái cây này, đấy, chồi đâm cùng với cái cây này. Được chưa? Mà cây này không bị sốc nhiệt thì chồi nó tím. Cây này bị sốc nhiệt cái, chỉ có ngày sốc nhiệt hôm qua cái, lá nó vàng hết. Đấy, các bạn thấy chưa? Sau này tôi, mai ngày kia tôi sẽ ra một cái video chia sẻ cho các bạn biết chồi nó điếc là do sốc nhiệt. Đấy. Còn cái video mà nói về phân biệt giữa sốc thuốc, rồi sốc phân, rồi thiếu nước, rồi sốc nhiệt thì tôi đã có hẳn một cái video chia sẻ rồi. Vì vậy tôi không nhắc lại cái cách đó nữa. Video hôm nay thì em xin phép dừng lại đây thôi. Xin chào tất cả các bác chị nhá.